Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối thứ Bảy ngày 18 tháng 12. Cập nhật thông tin về cơn bão số 9. Hồi 16 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía bắc của quần đảo Trường Sa, cách Bình Định Khánh Hòa khoảng 550 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 12 thì vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển ngoài khơi từ Bình Định cho đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 cho tới 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 cho đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão cách vùng biển quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Ở khu vực giữa Biển Đông thì gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ đêm nay ở vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế cho đến Khánh Hòa, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, từ ngày mai tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 12 và cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ở vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, từ ngày mai tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, 11 và cấp 13. Ứng phó bão số 9, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã khẩn trương tổ chức lực lượng sắp xếp neo cột cho hơn 5.000 tàu thuyền vào bến bãi neo đậu trú tránh. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi triển khai trên 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cảnh báo thiên tai cho ngư dân, hỗ trợ ngư dân neo cột tàu thuyền. Tại cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, thì đồn biên phòng Sa Huỳnh cùng lực lượng dân quân tổ chức chặn chống va đập neo buộc ngư lưới cụ cho gần 1.300 phương tiện thuộc phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu. Đơn vị cũng đã giúp người dân nuôi trồng thủy sản đưa lồng bè vào vị trí an toàn. Bộ đội biên phòng đã kêu gọi 5.400 phương tiện với 33.657 ngư dân vào bờ tránh trú bão số 9, phối hợp với ban quản lý các cảng cá vùng neo trú tàu thuyền tuyên truyền hướng dẫn sắp xếp vị trí cho ngư dân đưa phương tiện vào neo đậu đảm bảo an toàn và chủ động rời tàu khi có sóng to gió lớn. Để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân trong bão số 9, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phân công cán bộ chiến sĩ thường trực tại các bến bãi âu tàu nhằm hỗ trợ nhân dân ứng phó kịp thời với những tình huống xấu. Chuyển sang thông tin thời tiết trên đất liền tại tỉnh Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 9, nên từ đêm nay cho đến hết đêm ngày 19 tháng 12, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 cho tới 250mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn tập trung ở vùng đồng bằng ven biển và trọng điểm mưa khả năng từ trưa cho đến tối ngày 19 tháng 12. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp ven sông. Bà con cần chú ý theo dõi. Lượng mưa trong 24 giờ tới cụ thể như sau. Các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long, lượng mưa phổ biến từ 70 cho tới 150mm. Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, lượng mưa phổ biến từ 100 cho tới 200mm, có nơi cao hơn. Huyện đảo Lý Sơn có lượng mưa từ 120 cho tới 180mm. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, trời rét cả ngày với mức nhiệt duy trì từ 15 đến 24 độ C. Thừa Thiên Huế trời lạnh, mưa to đến rất to, nhiệt độ 19 đến 22 độ C. Đà Nẵng có mây, mưa vừa, mưa to đến rất to và lạnh về đêm, nhiệt độ 20 đến 24 độ C. Lâm Đồng trời có nắng, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ 25 đến 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng ráo, ban ngày trời dễ chịu, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ 26 đến 32 độ C. BIDV đang tiến hành chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa công nghệ từ sang công nghệ chip contactless.
đến tháng 12 năm 2022. Thẻ từ của quý khách hàng vẫn sử dụng giao dịch bình thường cho đến khi có thông báo mới của BIDV. Quý khách hàng có thể chủ động chuyển đổi trực tiếp trên các ứng dụng của BIDV, Smart Banking hoặc chuyển đổi trực tiếp tại các quầy giao dịch của BIDV Quảng Ngãi hoàn toàn miễn phí. Đối với quý khách hàng nhận lương qua BIDV Quảng Ngãi, ngân hàng sẽ chủ động phối hợp với đơn vị thanh toán lương để chuyển đổi và hoàn trả thẻ tại đơn vị. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, số điện thoại 0255 3174 868, máy lẻ 706 hoặc các điểm giao dịch của BIDV Quảng Ngãi.